À mà Vinh Quang xin chào tất cả anh em. Hôm nay giới thiệu với anh em cái cách thay bình ắc quy. Đây, anh em mua ắc quy về. Đấy, anh em cứ tháo ra này, anh em nhấc cái bình này ra, cứ bỏ đây, đưa cái bình mới vào. Đấy, em ta lại lắp nó vào đây. Em à, em đang quay YouTube. Mới mua cái bình này. Bộ này anh vừa ấy mua là đi 1,7 triệu. Mày 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 pha nước của anh. Không cần, nhắn đây chơi tí gì đó. Rồi sửa cho họ đi. Đó, anh em lại tháo cái này ra, có dừng được rồi vậy. Đấy, anh em cứ làm đấy, và đến cái bình cuối cùng ấy, cái dây dương anh em bôi cho tí mỡ đấy, dương cái dây âm này, bôi cho tí mỡ đấy. Chỗ này là hai mũ xíu á. Có gì cả, anh em cứ tháo ra đi, hiểu không? Cứ tháo cái dây này, tháo cái bình này ta lại đưa bình mới vào, cứ thế lần lượt cho đến hết. Rồi, thế là xong. Rồi, chúc anh em thành công nhé. Còn anh em nào mà có thắc mắc ý kiến gì còn gì thì cứ liên hệ với mình để lại bình luận.